cứu chị dâu, của ông bị điện giật rồi ông chạy lại cứu mà ông bị té xuống sông, ông cứu không kịp và không có ai đỡ. Trời ơi, nghe nói giật là tới ba người. Dạ đúng rồi, giật chị dâu trước rồi chị dâu. Cái chồng của chị dâu nó cũng bị nhưng mà bị nhẹ hơn, chạy đi cấp điện. Còn ông qua đỡ chị dâu của ông rồi cái điện nó giật chống ông nó rồi bay xuống sông luôn rồi. Trời ơi, đâu có kịp đâu. Rồi chạy từ ruộng qua nhà nó xa nữa. Lúc chạy qua cấp điện này chạy về đâu có kịp đâu, ổng nằm dưới đó biết bao lâu luôn. Mất tại chỗ luôn. Dạ. Rồi cháy hết. Nghe giò nè. Giò cháy luôn hả chú? Cháy luôn, rồi tay này cũng bị luôn. Dạ. Đúng chỗ nào là cháy chỗ đó. Tôi chạy đi là thấy con chết rồi. Mà mình đem đi bệnh viện đại vậy mà biết nó chết rồi, cái mặt đó là đen thui hết rồi. Thì ổng chưa kịp nói gì với ai chứ. Lúc gọi đi em ổng muốn tin luôn á. Tại vì mới tới tháng 8 này là mới một tuần trước à. Mới Tết Khmer đó. Ừ. Gọi quay trực tiếp lên còn ổng còn đang ngồi hát này kia nữa. À. Còn qua nhà mẹ em chơi. Thì rồi em của em đứa nhỏ đó. Đây lá làng điện giật thì em chạy qua lại trong em. À. Thì máu bầm tim mặt hết trơn. Có thứ ba không? Nói cái người nước mắt rồi nhà tao khóc nữa. Dạ, con nhà dạ. Mới bị lớn đó là giờ mất cha rồi đó, cả nhà thấy tội nghiệp không? Cả nhà ơi, thì hiện tại thì anh em bây giờ đang ở ở đây là Vĩnh Châu. Cái gì Vĩnh Châu vậy em? Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Nó thì hôm nay thì cho anh cài cái mic nhé. Nhóm để anh cài nha. Nhóm anh em thì có nhận được một cái lời giới thiệu đến đây để chia sẻ một cái hoàn cảnh. Nghe nói là em trai hả? Em trai của em? Dạ anh trai. Anh trai là bị đi biển mà bị điện giật mất hả em? Dạ, hả? Đi ruộng bị điện giật. Đi ruộng. Dạ. Ồ, là cái sự việc đó làm sao vậy em? Dạ ông cứu chị dâu của ông bị điện giật rồi ông chạy lại cứu mà ông bị té xuống sông, ông cứu không kịp và không có ai đỡ. Trời ơi, nghe nói giật là tới ba người. Dạ đúng rồi, giật chị dâu trước rồi chị dâu. Cái chồng của chị dâu nó cũng bị nhưng mà bị nhẹ hơn, chạy đi cấp điện. Còn ổng qua đỡ chị dâu của ổng rồi cái điện nó giật chống ổng nó rồi bay xuống sông luôn rồi. Trời ơi, đâu có kịp đâu. Rồi chạy từ ruộng qua nhà nó xa nữa. Cái lúc chạy qua cấp điện này chạy về đâu có kịp đâu, ổng nằm dưới đó biết bao lâu luôn. Mất tại chỗ luôn. Dạ. A Di Đà Phật. Là chị dâu là vợ hả? Hay vợ của cái anh của chị em? Chị dâu là vợ. À, là hai vợ chồng đi luôn. Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng đi ruộng. Dạ. Đi ruộng làm gì? Đi bắt cá. Đi bắt cá. Dạ. Nghe nói là hàng ngày đi bắt cá rồi làm bắt cái này kia để nuôi hai đứa con hả em? Dạ đúng rồi. Giờ dạ, thường ngày thì làm nghề biển mà không gà giờ bão đâu có đi biển được đâu. Rồi bữa đó là đi bắt cá. Ừ. Xong bị giật điện luôn. Trời ơi trời. Chị dâu của ông giờ còn đang nằm bệnh viện. Chị dâu? Dạ. Rồi anh trai của em, rồi ai nữa? Là cái chồng của chị dâu đó luôn. Ui, hai vợ chồng luôn. Dạ. Vợ chồng luôn. Mà ông chồng thì bị nhẹ hơn, còn chị dâu bị nặng hơn. Tại chị dâu đạp lên cái cọng điện đó. A Di Đà Phật. Đi bắt cá, rồi đạp lên cái sợi dây điện. Ba người luôn. Ba người. Ông nằm dưới sình luôn, rồi mấy người kia người ta nhỏ con hơn ông đâu có cứu vớt ông lên kịp đâu. À. Nằm ở dưới đó lâu lắm mới có đi chạy đi kêu người, mà nhà người ta ở xa xa không à. Chạy đi kêu người ta lại là ông chết rồi. Giữa đồng bởi vì chạy vô đâu có kịp đâu. Xa luôn. Điện thì dạ. Rất là nhanh nữa. Dạ đúng rồi. Cái lại điện nó mạnh nữa, vừa giật một cái là nói là té xuống sông là hết ấy luôn rồi, hết thở luôn rồi. Ừ. Mà nghe nói là hai vợ chồng là ở bên vợ hả, chứ không ở bên đây hả? Dạ đúng rồi, có bên vợ, bên đường này đi cũng gần. Ồ. Rồi khi mà mất á thì đem về đây. Dạ, về bên rồi. Nhà của ông bà nội để lo sự. Dạ. Nghe nói nhà bên đó nhà lá rồi nhỏ hay sao? Dạ đúng rồi, nhà lá, không có, trong nhà không có gì hết trơn á, mưa gì giọt tùm lum hết trơn. Ồ. Rồi khi mà hay sự việc đó là ai báo cho gia đình mình biết? Bà vợ của ổng nó gọi cho ba em, gọi cho mấy chị gọi, mới gọi cho mẹ em. Ừ. Lúc đó thì mẹ mới nhà có mình à, bà bị bệnh bà khóc lên xỉu xuống ngoài. Rồi bữa đó thì không có ai ở nhà hết trơn, tụi em thì ở trên Long An á. Ồ, em rồi làm trên thành phố hả? Dạ đúng rồi, vừa gọi về là về trong ngày luôn, đang làm gọi đi là xong bỏ về luôn. Trời ơi, tụi em thấy hoàn cảnh của anh mình sao?
hai vợ chồng với hai đứa ông con. Ông bà hai ông bà rất là khổ luôn, không đủ sống đâu, chỉ đủ ăn qua ngày thôi, đi bắt cá này kia. Bắt cá gì ta ở đây mình? Mấy cái sông này nè. Ồ. Mà dưới đó bên dưới đó có mấy sông này nè, đi lấy cái lưới đi giăng cá này kia đó. Ồ. Đi giăng cá này kia. Cái người, có người ta trồng lúa gần gần đó, có mấy con ốc này kia đi bắt ốc lươn này kia vậy đó. Bắt rồi bán hả? Dạ. Bắt rồi đem nhằm bán. Khi bán nhằm khi mấy ông làm ăn cái nhà luôn. Ồ, bắt rồi để ăn. Dạ. Tại ở đây mưa nè, đường sình này kia khó đi. Thì ở đây là đã có gai vô lắm. Được bên ai nắng đỡ. Chưa có lộ, chưa làm lộ dạ, nữa. Dạ đúng rồi. Nên là sống ở trong đây rất là khó luôn, nhà mưa là. Mà ở bên em gần xíu bên ổng thì ở trong kia cây cối là không. Hướng à. Trong này đi vô giỏng nữa. Dạ đúng rồi, xa rồi, hơn. Ở đây bên đó là không có cái gì luôn. Nhà nắng. Ừ. Rồi. Tính ra bởi cái sự việc nó xảy ra. Bây giờ ổng mất vậy rồi, vợ của ổng cũng bị bệnh tim này kim lâm đó, bả yếu lắm, bị thận rồi bệnh tim nữa. Rồi còn hai đứa con nữa. Không hai biết đứa lo con mấy, sao. Mấy tuổi em? Em không có nhớ con nữa. Con nhỏ xíu hả? Dạ. Thôi thôi, ổng còn, ổng đâu cho bả làm gì đâu. Tại bả làm không được, làm chút xíu là nhập viện. Tại nhiều bệnh trong người có lắm. Có bệnh tim. Dạ, người thận nữa. Thiếu máu im lắm trơn á. Nghe nói là mới có anh của em mới 31 tuổi thôi. Dạ. Tên gì, tên gì? Anh của em tên Ra. Ra. À, mới 31 tuổi thôi. Quá ông trẻ. Đi ông chưa kịp nói gì với ai hết trơn. Vợ thì 32. Là trước đó em có gặp anh của mình không? Không, em đi Long An hai lâu năm rồi. Em chưa có về nữa. À, đi em chứ. Nói là Tết này định về gặp mặt chung vui anh em nè. Ồ. Trời ơi, mà chưa kịp gặp nữa. Rồi thằng hàng ngày đó có điện thoại nói chuyện với anh không em? Dạ ít lắm. Tại em đi làm suốt rồi, đi làm đêm làm ngày làm 12 tiếng rồi. Làm thay ca suốt rồi. Trời ơi. Tết năm nay em cũng em đâu có về đâu, lệnh là Tết năm nay về nè mà giờ chưa kịp tới Tết nữa. Em làm sao mà Tết rồi ít có về hả? Dạ. Sao vậy, sao không có về thăm gia đình sao? Tại Tết năm rồi em có chuyện em không có về được á. Nên là lâu rồi không có gặp anh luôn. Dạ. Đó, mà lần mà gặp anh mà lần gặp trong cái tình cảnh như thế này thì nó đau lòng quá. Đó. Lúc gọi đi em không muốn tin luôn á. Tại vì mới tới tháng 8 này là mới một tuần trước à. Mới Tết không ai đó. Gọi quay trực tiếp lên, còn ổng còn đang ngồi hát này kia nữa. Còn qua nhà mẹ em chơi. Rồi hồi bữa mất trước mất một ngày qua nói chuyện với cha em này kia giống như là nói tạm biệt luôn. Nói sao em? Qua dỗ dai chị em kêu là chị em coi giữ gìn sức khỏe này kia, chứ bệnh này kia không có ai đưa đi bệnh viện. Nhà của em mấy chị trẻ đi làm hết rồi, có ổng vợ của ổng bệnh ấy kia ổng không đi xa được. Ổng ở nhà mà em bệnh hay là chị em bệnh ấy kia có mình ổng đưa đi không, mà chứ đâu có ai đưa đi được đâu. Vậy là cũng đi làm hết trơn rồi. Dạ. Rồi có anh của em ở gần. Có ổng là ổng lớn rồi, cứng cáp làm tài xế chợ được. Chứ mẹ em bệnh rồi bự con gì nó đâu có ai chợ đi được đâu. Mà giờ xảy ra gì trời ơi. Giờ mai mốt ổng mất rồi, cũng không biết kia, còn ai nữa. Hai người kia là cũng đang nằm trong bệnh viện, chưa biết như thế nào nữa em. Dạ không, một người, hai người, chồng của bà thì chạy lên chạy xuống được rồi. Khỏe thôi, còn dạ. Một người kia là đang nằm trong bệnh viện. Dạ. Nghe cái tin thật sự rất là sợ cơ nha. Ba người mà bị điện giật cùng một lúc luôn. Mà nghe nói là em trai này là em Ra hả? Em dạ tính, đúng rồi. Tên Ra là cứu chị dâu. Cứu chị dâu. Đó. Kiểu lúc dâu. Đó bị quảng quá không có suy nghĩ gì, thấy cái chị dâu bị vậy ông chạy vô kéo ra. Rồi bị cái cọng điện nó trúng của ông văng ra rồi ông té, cái lai của ông đè vô cái cọng điện bị cháy nữa rồi té xuống sông nữa. A Di Đà Phật. Còn cái anh kia chạy từ đó qua nhà tập cô dâu xa rồi mới chạy về qua chỗ đó vớt, mà ông vớt không có nổi, ông nhỏ con mới chạy đi kêu người ta thêm lần nữa, kêu mấy người trong xóm đó. Nghe nói là ngày mai thì cũng đưa anh đi rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Anh em thì cũng tại vì chết trên nước bị sình uống nước này kia nhiều quá, đáng lẽ là ra bên này, nhưng mà tại bên này người ta làm công chuyện ở dưới đó. Ra không có được. Người ta đang tập luyện bắn xếp đó. Ở đây là gần trường bắn hay cái gì á nha. Người ta bắn hồi sáng rồi. Cũng đội hay gì á. Người ta đâu có cho đi ra được đâu. Ở đây là kế biển luôn em hả? Ra ngoài này là biển rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ổng thì bình thường ổng làm nghề biển, sinh sống hàng ngày làm nghề biển mà không gà nai bão đâu xuống được đâu. Rồi đầu gà đồng.
Dạ. Gặp chuyện cái bữa mất đó là đi biển bắt cá kèo về được 50 ngàn, quần áo chưa kịp khô nữa đi bắt cá. Là bữa đó luôn á hả? Dạ. Ra biển bắt cá kèo về bán được 50 ngàn rồi xong. Dạ. Rồi đi bắt cá anh, rồi. Anh dâu chị anh ghệ đi. Dâu này kia rủ đi bắt cá. Trời ơi trời. Quần áo chưa kịp khô chưa kịp nghỉ ngơi nữa. Đau lòng thôi nha. Tôi cũng gán làm để lo cho vợ con đó, rồi vợ thì bệnh. Đó, hai không đứa thương con vợ ổng lắm mà bây giờ ổng đi không biết làm sao. Con thì còn nhỏ, vợ thì bệnh lắm lắm chứ. Ừ. Nhà cửa thì thiếu thốn đủ thứ hết trơn. Nhưng nó mất mà bên kia là nhà nhỏ, nhà lá nhỏ quá không có làm đám tang được, phải đem qua bên đây, qua bên cha để làm. Bên kia là không có chỗ nào làm đám tang. Không có chỗ để luôn. Ai gì đâu Phật. Không có chỗ để làm đám. Bây giờ anh em cũng mới vừa đến nè cả nhà nhìn đây. Bây giờ em dắt anh vô nhà được không? Vô nhà đi. Ờ. Thì mới đến thì gặp em gái thì cũng hỏi thăm. Bây giờ thì bên trong cũng đang lo hậu sự cho anh nè. Em ra 31 tuổi nha cả nhà, 31 tuổi. Bây giờ em mời cả nhà cùng em đi vào ha. Thực sự cái sự việc. Âu. Chú. Mời cả nhà đi. Chào chú nha, chào chú, chào anh. Rồi, đây vợ đấy hả? Vợ cứ hai đứa con. Rồi, rồi. Tội nghiệp đây vợ với hai đứa con này cả nhà. Mình lại hỏi thăm sao ta đi vô trong được không ta? Dạ được. Để ta. Đi vô trong đi em, đi vô trong được không? Thấy em nó mệt mỏi rồi cả nhà. Ở đây thì cả nhà nhìn nè. Trời ơi. Xinh không cả nhà. Chào mấy cô nha, chào mấy chị. À, mấy cô mấy chị. Đây cũng vắng rồi. Không biết đâu hỏi. Đây mẹ của em, cái anh người mất. Ồ, con chào cô nha. Dạ. A Di Đà Phật. Ở chú đây hả? Trời ơi. Chú lại hỏi thăm chút xíu chú. Để anh hỏi thăm chú. Cảm ơn em ha. Để anh lấy cái mic đây. Rồi em có làm gì làm đi. Cảm ơn em. Rồi. Rồi đứng ngoài này đi em cho má. Rồi Linh cũ ở trong kia kìa. Rồi đứng đây đi. Đứng đây đi. Chào chú nha. Con hỏi thăm chú xíu. Rồi đây là ba của em Ga. Em Ga. Dạ. 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 Thì hôm nay thì con nhận được cái lời giới thiệu đến đây để chia sẻ về hoàn cảnh con trai của chú á. Mà không biết là cái sự việc là như thế nào vậy chú? Nó bị điện giật. Dạ. Điện giật. Dạ. Rồi, hồi nãy thì có nghe em gái nói. Ồ, vì khi mà mất á là đưa về đây, chú đưa về đây làm hậu sự hả chú? Dạ, tại bên kia đó nhà nhỏ quá. Nhà nhỏ? Đường vô cũng nhỏ luôn vì xung quanh nhà đó có mưa, có nước á. Dạ. Dạ. Nước có sinh đất cho thịt á. Dạ. Rồi chú có nghe cái sự việc mà đi bắt cá như thế nào mà bị điện giật như vậy không chú? Nó là xuống biển kiếm cá kèo. Dạ. Rồi lớn tới nhà rồi kêu anh em nó đi kéo lươi chài gì đó, bắt cá phi cá gì đó. Dạ. Rồi cái đó ba vợ đó kêu điện rồi cái nó quên tắt gì đó. Dạ. Rồi nó đi rồi đụng chị của vợ đó. Giật rồi nó đi tiếp nó giật nặng là chết luôn. Trời ơi cả nhà. Hai đứa con. Bây giờ giật ba người. Em có mệt lấy ghế ngồi đi. Lấy ghế ngồi ở đây đi. Thấy em nó mệt quá trời. Rồi. Vậy ở đây là hàng ngày là giống đi bắt này góc kia để bán kiếm tiền hả chú? Xuống biển bắt cua, bắt ốc gì đủ thứ cho câu giống gì. Dạ. Rồi không có đất không có gì đâu. Dạ. Làm nghề biển. Hôm bữa là khi mà xảy ra sự việc là chú có chạy đến đó không chú? Chạy, tại thằng em đó cũng có trong chỗ đó luôn. Rồi nghe nói anh đó bị điện giật, điện lợi mẹ đó. Rồi mẹ đó nói tôi chạy đi thấy con chết rồi. Mà mình đem đi bệnh viện đại gì mà biết nó chết rồi. Cái mặt đó là đen thui hết trơn luôn á. Tại nó giật rồi nó te xuống viên nó sâu á. Dạ. Mấy cạp á rồi mới kéo lên là thấy đen thui rồi tôi đi tới là biết là con chết rồi mà mình đem đi bệnh viện đại. Ồ, vẫn đem chạy đi bệnh viện. Đen thui luôn á. Ai là Phật. Rồi cháy hết, giật cái giò nè. Giò cháy luôn hả chú? Cháy luôn, rồi tay này cũng bị luôn. Dạ. Đụng chỗ nào là cháy chỗ đó. Ai là Phật. Vì tương nó lớn hơn tôi nữa đó, bữa con á coi hơn nữa đó. Bữa hơn tôi nữa đó. Dạ. Dạ. Muốn nước bụng to. Lần nữa tiếng rồi mới người ta chạy lại. Dạ. Như đạo Phật.
bây giờ bỏ lại vợ với hai đứa con, vợ nghe nó bệnh cũng không có làm. Vợ đó bệnh rồi nó nhờ chồng á. Thấy thấy mặt rồi thấy miệng đó thấy đâu có không, không được, không được khỏe. Không được khỏe. Rồi bây giờ ba đó mất còn hai đứa con rồi vợ đó tới sau không biết có gì ăn nữa đó. Rồi tướng vậy làm sao mà đi biển đi gì được. Giống như là cha cha của hai bé là trụ cột trong gia đình luôn rồi đi làm để lo cho vợ con. Người ba đó ở nhà còn sống làm đủ thứ luôn á, dắn câu rồi đi bắt cá kèo, thứ cá kèo nhỏ nhỏ bắt cá kèo giống đó mà cho người ta kêu làm cái gì cũng làm được đủ thứ luôn á. Mà đất đâu không có à, nó xuống biển nè. Chỉ đi biển đi ruộng vậy thôi. Đi ruộng nó không phải ruộng của nó nữa, ruộng của ba đó, gần nhà chút đó, cửa đường công đó, ba vợ đó. Ba vợ. Người nó là không có gì đó, không có ruộng, không có gãy gì hết trơn á, là làm nghề biển nè. Xuống biển rồi lúc trước để tép, bây giờ tép cũng khó để nó không có nữa. Rồi mình đi bắt cá kèo giống, rồi đi bắt ốc, bắt gì đủ thứ, gặp gì bắt nó. Nghe nói mấy hôm nay thì cũng ngoài biển là mưa bão nên không có đi ra ngoài được hay chúng không có đi được. Bữa lúc này mưa bão là do bài đó, không đi. Ở nhà người ta làm gì cũng, người ta mướn gì cũng làm hết trơn á. Đi thành phố thì bỏ vợ con ở nhà không được. Tháng năm 40 triệu cũng làm không được, nhớ vợ nhớ con. Cũng có đi mà đi gần tháng hai tháng vậy là nhớ vợ nhớ con cũng lỡ rồi, bây giờ bệnh vài. Dạ đúng rồi, nhà con còn nhỏ quá trời luôn. Cái này lớp 1 có bé, cái này lớp 1, cái này lớp 2, lớp 3. Lớp 3 lớp 1 và lớp 3 có hai đứa đó. Chính xác chính hồi nhà rồi, để con hỏi thăm vợ của ra chút xíu để con lấy cái mic cho con. Rồi con chia buồn với chú nha. Ở đây là ba đó, rồi anh chào em ha, để nói thăm một chút xíu. Đây con gái đây, em tên gì, cho hỏi tên gì em? Tên Thạch Thị Sa Lệ. Em nha, Liễu hả? Thạch Thị Sa Lệ. Vợ chồng là 31 tuổi. Vậy là hàng ngày là chồng đi làm, còn em ở nhà giữ con hả? Dạ, đi làm. Nghe em nói ở nhà giữ con, chở con đi học. Hai đứa. Hai đứa luôn, chở con đi học. Rồi hôm mà xảy ra sự việc đó là em ở đâu? Khi mà chồng xảy ra cái chuyện đó đó là em ở nhà hay là em ở đâu? Em ở nhà. Ở nhà. Rồi chồng em thì đi kéo lưới, kéo kiếm cá. Rồi ai báo cho em biết? Cũng gần nhà mà thấy đứa em của em, đứa nhỏ đó, thấy lá làng điện giật thì em chạy qua lại chồng em. Thì máu nó bầm tim mặt hết trơn rồi, thấy mặt đen xì lì hết trơn rồi. Trời ơi, lúc đó là mặt là đen thui hết rồi. Ai gì đâu Phật. Không có nói gì được nữa. Em có kêu không? Có kêu lúc đó là như là không còn cử động gì hết luôn. Không. Rồi nghe nói là anh và chị nữa hả? Là bị luôn. Chị gái được của em á. Bị điện giật mà chồng em thấy muốn cứu không biết tin sao mà lấy tay keo điện giùm chị em đó. Bị giật chồng em chết, nhưng mà chị em cũng giật mà chị em không chết. Vậy là chị của em là bị, rồi xong chồng em là kéo cổng điện ra. Dạ, thấy chị dâu cứu, bị điện giật lại. Cứu chị dâu. Dạ. Trời ơi. Cứu chị dâu. Đúng rồi, cứu chị dâu. Dạ. Mà chị dâu không chết, còn chồng em đang thì đang nằm trong bệnh viện. Dạ, đang nằm trong bệnh viện. Di Đà Phật. Dạ, chị em đỡ. Con trai lấy ghế ngồi kế mẹ nè con. Để mỏi chân. Thôi con ngồi đó đi, con ngồi đó đi. Con tên gì? Phương Ngân. Phương Ngân. Con mấy tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi hả? Con biết ba con đâu rồi không? Ba con đâu rồi? Ba con đâu? Ba mất rồi hả? Con thương ba không? Nói cái người nước mắt rồi nhà sao? Bây giờ ba bỏ rồi đó, ba bỏ đó, cả nhà ba bỏ. Con gái đẹp gái không? Biết ba mất rồi đó. Ba mất chắc con buồn lắm đúng không? Buồn.
Thương nghe về bé trai kìa. Con tên gì con trai? Tao khóc rồi, dạ, rồi nhà thấy không? Khóc rồi. Mới về lớn đó là giờ mất cha rồi đó, nhà thấy tội nghiệp không? Suốt bánh trái dễ đi. Hôm bữa mà cha bị điện giật đó là con đi học hay ở nhà? Con đi học. Thì có ai báo tin cho con biết không? À, mẹ hả? Mẹ rước con về hay sao? À, một đứa con trai và một đứa con gái. Trong khi mẹ thì cũng có bệnh nữa, mẹ của hai bé này cũng có bệnh nữa đó, một mình anh ra là đi làm, anh ra đi làm để lo cho ba người vậy đó, mà giờ gặp nạn như vậy. Nghe nói nhà đằng kia là nhà lá hay mà nhà đằng em, nhà em đang ở Bằng Nẵng á. Dạ. Là nhỏ hay sao mà không có để chồng ở Bằng Nẵng hả? Nhỏ bé, ba mẹ luật em chia cho một mấy thì chồng kiếm tiền được cất nhà, hai vợ chồng từ kiếm tiền lo. Không cho được miếng đất rồi hai chồng với hai đứa con ra đó ở. Dạ. Trước mắt là dựng cái nhà lá đầu lên. Dạ. Ở đỡ. Dạ. Rồi đi làm con mình, thấy con mình anh đi làm như vậy rồi có đủ lo cho cả nhà không? Lúc có lúc cũng không có gì. Nghe nãy nói rồi, vua bảo mà không đi làm được là ở nhà. Dạ. Là không có gì ăn luôn. Dạ. Mưa gió thì nước mưa nó tạt xuống nhà ướt hết trơn. Nó tạt. Tội nghiệp quá trời. Cha mẹ cũng ở gần hay sao? Cha mẹ em á. Cha mẹ rồi em gần nhà em. Cũng ở kế bên luôn. Dạ. Đi đâu Phật. Tôi có nghe nói là chị dâu, chị ruột của em chứ. Chị ruột của em hiện giờ sao rồi, khỏe chưa? Khỏe. Qua cơn nguy kịch rồi. Dạ. Nằm viện 3 ngày 4 ngày. 3 ngày nay. Chắc hàng ngày là chắc chồng em đi làm suốt ha. Đi làm mấy đi cũng... bữa nào cũng đi biển chứ. Ban đêm cũng đi, ban ngày cũng đi. Đi biển là ra đó mình lội ra biển hay là đi tàu? Dạ, lội đi biển. Lội vô biển. Dạ. Đồ kiếm cá này kia bắt ha. Dạ. Đi cái gì keo, có kèo con nhỏ nhỏ đó. Bắt dưới cái sông đó hả? Dưới cái biển đó hả? Ở một mạch nhưng mà sao che mé mé biển. Mé biển. Em không có gần biển nữa nha. Vậy em có nhà ngoài với con có làm gì không? Đó giờ có đi làm gì không? Em hả? Có đi làm gì không? Em thì cũng đi biển giúp kiếm tiền giùm ảnh đó. Rồi lúc này mưa gió quá em đi không được. Tại hai đứa nhỏ này mất đi học rồi. Không, mình không đưa nó đi học, không có ai đưa nó đi thì chồng em thì đi mình ơn đi biển. Em ở nhà thì lo cho con học. Rồi làm cơm làm nước gì cho chồng ăn, khi nào mà chồng về kiếm tiền về đó. Có cơm nước gì ăn. Thì em bệnh của em á thì đi khám là bác sĩ nói sao, gọi uống thuốc hay như thế nào? Hồi trước em đi khám em bị nhức đầu thì đi khám đầu thôi. Bác sĩ nói em bị viêm xoang nhưng mà thấy em hoàng vậy em chưa đi khám được. Chưa đi khám hả? Đúng rồi, như thấy da của em hơi vàng da. Rồi lưng em hai bên này thì đau nhức ầm ĩ mỗi ngày. Tính ra con nhỏ tuổi mà sao mà nhiều bệnh gan, có bệnh trong người á. Nên là em phải đi khám bệnh. Người bị đau da dày nữa. Dạ dày nữa. Dạ. Sao nhiều bệnh quá vậy, con mới có 32 tuổi thôi. Dạ. Phải đi khám. Phải đi khám để coi mình bệnh gì để mình điều trị. Dạ. Chứ giờ chồng mất rồi mà giờ còn mình em đó. Dạ. Mình em phải lo cho hai đứa nhỏ. Khi mà nghe bà con rồi nói là có hai chồng mà như cái tình cảnh như vậy đó, bây giờ chồng mất rồi, giờ vợ như vậy nữa, đâu có đi làm cái gì mà có tiền để nuôi hai đứa con đâu. Anh em mới đến để hỏi thăm như là chia buồn với gia đình. Nhìn bé gái nữa, nhìn thấy đồng nghiệp không, con nhỏ đó. Bé trai thì biết đây nè, biết ba mất rồi đó, biết rồi. Có hay lên thường ngày có hay lại nội chơi gì không? Dạ. Có hay lại nội chơi lội ra đây chơi không? Em lại đây nè. Cũng qua đi qua lại hoài. Qua lại hoài ha. Dạ. Vì tính từ đây lẫn thì cũng gần hả, mấy cây số nhà em á.
mang côi. Mình mấy đỡ mang côi để đỡ mang côi. À, không biết cây số đâu mấy trăm thước vậy cũng gần. Gần. Mấy đứa nhỏ cũng chạy tới chơi lui được. Ừ. Nhà gần. Buồn quá cái nhà giờ gì ảnh ở trong kia kìa. Bây giờ để chung là bây giờ em vào hãy cho thắp giùm anh ba nén nhang nha, để cho anh thắp nhang cho em gà cái. Mấy con vô thắp nhang cho ba đi. Đi đi, đi vô nè. Thắp nhang cho ba đi con. Nhang cho ba nè. Đây là cáo phó nè cả nhà. Thật ra ngày mai 8:30 nha, 8:30 rồi đưa ra rồi. Đây là nhà của ba mẹ nè cả nhà, đi vô nè. Nhà của ba mẹ nè cả nhà. Đây. Đó, nhà cũng đơn sơ cả nhà thôi. Chưa tô luôn. Đó, đem vào đây thì con hậu sự. Gà mất phải bỏ lại hai đứa con rồi cả nhà nhìn thấy tội nghiệp không cả nhà. Đi gì đâu Phật. Thì ra đây đứng đi chắc anh gửi ít tấm lòng của mình thằng Quân á, như là hỗ trợ cho gia đình mình và phụ với em ha. Con gái ở đây nè con. Sáng không em? Sáng không hay ra ngoài? Đây khoan để em thắp hương không? Thắp hương ta? Đốt giùm mình ba cây nhang để anh thắp hương nha. Ba cây đi. Anh đây là di ảnh của Linh Cửu. Của anh Ga. 31 tuổi thôi nha cả nhà, 31 tuổi. Đi làm để lo cho vợ cùng với hai đứa con thì gặp nạn và mất đó cả nhà. A Di Đà Phật. Ngày mai thì cũng đưa đi rồi. Ừ. Trên cây đây nè anh em. Con sẽ chấp chân. Gì con? Ừ. Hồi dính chân con. Hồi dính chân. Rồi thắp hương đi. Dạ. Cũng thay mặt khán giả mình thằng Quân người thắp cho em Ga nén hương nha. A Di Đà Phật. Cầu cho hương hồn của em được an nghỉ. Rồi nhà nội nè. Thôi ra đây đi em, ra đây đi, ra đứng chỗ nãy đi. Ra mình mấy cái lót chân quen. Dính chân con hả? Rồi, chút rửa nha. Dính mà dính keo, dính gùi hay gì vậy? Keo dán gùi. Keo dán gùi, đạp lên rồi. Chút vậy. Thương không? Thôi cho mẹ ngồi đi. Mẹ mời mẹ ngồi đi. Thương quá. Rồi, thì hôm nay thì đến thăm hoàn cảnh gia đình mình á, thì bước đầu thì các anh cũng thay mặt mình thường quân á, cũng là cũng trích quỹ gửi cho gia đình một số tiền á, một ít tiền trước, giống như phụ với gia đình mình, phụ với em để lo hậu sự cho em Ga 31 tuổi ha. Nói đi đầu tiên thì em cũng xin phép chú Sưng Việt Kiều Mỹ thì hỗ trợ cho gia đình của em Ga là 500.000. Tiếp đó thì có cô Ngọc Việt Kiều Út hỗ trợ cho gia đình mình là 500.000. Tiếp nữa thì có anh Thức Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000. Tiếp nữa thì có cô Hồng ở Pháp hỗ trợ cho gia đình mình là 500.000. Tiếp nữa thì có một chị gái xin giấu tên hỗ trợ 500.000. Tiếp nữa thì có chị Linh Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000. Tiếp nữa thì có cô Sáu ở Cali, Mỹ hỗ trợ 500.000. Tiếp nữa thì có chị Phượng Quỳnh, Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000. Rồi cuối cùng thì có bà Nguyệt ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 500.000. Thì hôm nay thì đến đây thì qua kênh Pagina cũng như là đồng hành là có anh em ở Sóc Trăng. Thì thay mặt mình Hồng Quân thì gửi cho gia đình số tiền là 4.500.000 ha. Hỗ trợ cho gia đình mình trong cái lúc khó khăn này. Nhìn hai đứa nhỏ rất là thương thôi nha. Ngày thơ cầm giúp anh nhé. Vợ thì cũng bệnh không biết như mốt là phải đi khám bệnh nha em. Em có bệnh á, cái bệnh nó cũng nguy hiểm á, thì thấy da nó hơi vàng vàng á. Khám gan, khám tổng quát thôi sao. Nhìn gửi tiền cho em ha. Để em đếm từng triệu ha. Em nhận giúp anh 1 triệu, 2 triệu,
3 triệu 4 triệu 4 triệu 500 ngàn ha. Đó là những tấm lòng của Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ cho gia đình mình đó, hỗ trợ cho em. Dạ em xin cảm ơn chị Mạnh Thường Quân đã giúp trợ cho tức là cho em cũng như là hai bé đó. Thì Quân có Quân ha, Quân có kênh Minh Quân cùng anh em Sóc Trăng đến đây thì thấy hoàn cảnh của em cũng khó khăn. Và chồng cũng mới mất, bỏ lại hai đứa con với em cũng đang bệnh. Và ở đây thì cùng anh em cũng xin phép với nhà hảo tâm cũng xin gửi gia đình ít tiền phụ cùng anh em để phụ lo cái hậu sự cho anh đỡ phần nào. Thì cũng xin phép chị ngoại ở bên Mỹ gửi cho gia đình là 500 ngàn. Thì đến đây cũng thay mặt Mạnh Quân cũng gửi cho em luôn ha. Mấy hôm nay bộ khóc nhiều, mắt sưng hết trơn rồi, bụt mắt hết rồi. Hai ngày em không ngủ. Các chị khỏe bên Mỹ không ngủ hả, mất ngủ nữa hả? Thay mặt dạ, con gái có lời lời cảm ơn bà không con? Cảm ơn ông bà đi. Cảm ơn giúp đỡ cho con. Cảm ơn ông bà đi. Cảm ơn ông bà. Con nói gì đó? Con nói cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà gì chứ? Vậy đó. Không biết nói cho nên con ngại. Con trai cảm ơn ông bà đi con. Cảm ơn ông bà ha. Cảm ơn ông bà. Đó thì vợ của em ra như là hai đứa nhỏ gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Đó thì bước đầu thì anh em đến cũng như là trợ duyên thì Mạnh Thường Quân cũng như là tiếp với gia đình vậy đó để giúp trong cái lúc hậu sự của em ra. Thì hy vọng thì sau khi mà anh em đăng tải video lên thì Mạnh Thường Quân thương rồi tiếp tục giúp cho em cũng như là hai đứa nhỏ ha. Chứ em mà có bệnh như vậy thì cũng đâu có thể nào mà đi làm để lo được đâu. Hy vọng thì Mạnh Thường Quân thương cái hoàn cảnh gia đình mình mà giúp đỡ. Cái nhìn thương quá cả nhà. Bây giờ thì em cũng cố gắng nghỉ ngơi ha. Ngày mai thì cũng đưa đi rồi cả nhà. Đưa đến chùa hả? Chùa nào em? Chùa Cà Sang. Chùa gì? Cà Sang, chùa Cà Sang. Chỗ đường mình đi ra nãy. Chùa. Đó, cũng đưa đến chùa để làm lễ hỏa táng cả nhà. Rồi hai con cũng cố gắng ha. Cố gắng ngoan nha. Rồi anh cũng chào em ha. Đó, thì sau video thì cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Đã hỗ trợ, bước đầu hỗ trợ cho gia đình ha, số tiền là như là 5 triệu ha, 5 triệu đồng. Rồi, vậy em nghỉ ngơi nha, anh chào em, cho anh lấy cái mic. Bye bye. Rồi. Nào lấy mic đi. Nó lại bước ngoài, hôm nay phải quấn thôi, đây cô chú nè. Ở đây chắc bà con không hả? Chắc họ hả? Lại chắc là đông. Chắc tối rồi bà con mới lại quyến hả cô hả? Tối bà con lại quyến mới đông hả cô? Dạ. Rồi, đây mấy cô đây. Đông. Dạ. Mai đem đi chùa Cà Sang. Dạ. Thiêu. Dạ. Mấy cô thấy hoàn cảnh của hai vợ chồng của em ra này sao? Khó khăn ha. Đây là mẹ. Mẹ. Rồi. Nghe nói là nhà con khó khăn quá rồi nhỏ. Nước ngập. Không có đường đi đây. Đi là... xin xui đó. Dạ. Vậy là con mất như vậy rồi cũng nói với xui là xin đem về nhà lo hậu sự. Mà xui lại gà điện á mới con tôi nghĩ đó. Là cái sự việc con hiểu rồi. Nói chung là cái nghề mưu sinh thì mình cũng không có muốn cái xui rủi mà. Mình cũng đâu có mong muốn đâu. Đâu có chịu như mình. Dạ. Rồi tôi xin công an ở xã phường đó cho xui lại làm đâm ma cô con đi. Từ mình ra cho lại. Dạ. Chứ cô con trai mất thì cô cũng buồn đúng không? Buồn. Cho cha vợ đó lại dùm tiếp nuôi tại ở nhà gần á. Rồi tôi ở bên đây cũng xa. Nghe nói cô cũng có cô cũng có bệnh nữa hả? Tôi là bệnh tim. Tôi chưa đi đâu được. Dạ. Nghe nói con trai em ra đều lâu. Ở nhà là tôi đi đâu có được. Dạ. Xe chờ lại mới thấy mặt con. Trời ơi. Trời ơi. Xui. Xui khiến ha. Nghe nói là mấy bữa trước là giống như chăn chối vậy hả? Là nói trước gia đình mình hả cô? Nói tầm bậy tầm bạ mình đâu có. Đâu có nghĩ gì đó hả? Đâu có ngờ đâu. Mình cũng như nói mình, nó nói chơi vậy đó. Nói chơi. Nhưng mà... nó lại bữa nay nhà tôi cỡ giờ này. Dạ. Mai sáng là mất rồi.
từ 10 giờ rồi mất à, là mới lại à, tại ôm tôi hung tôi nói mày đừng hung ta thôi tôi hung mẹ cũng như nó lại nói với mẹ nó đi vậy đó. Dạ đúng rồi, giờ mình nghĩ lại thì giống như lại từ giả vậy ha. Rồi chị hai nó bên đây cũng bệnh. Nó nói bình tạ đừng uống bia uống rượu à, không có ai chở đi bệnh viện đó. Dạ. Thời nào tới giờ nó đâu có nó dặn vậy. Dạ. Rồi bố tôi nói thằng này nói đừng bậy không à. Nó nói tại giờ con tôi nếu mà tôi ở nhà không biết ai chăm sóc. Tao quấn này bây giờ nó cứ nói qua nói lại nó gỡ gỡ vậy ha. Dạ. Mà rồi tôi dòm nó như thường người mất hồn vậy đó. Nó dòm bên đâu rồi đi vậy à? Có gì buồn không hay là có gì buồn không? Bình thường ha. Tụi ta lại yêu mẫu cái gì tôi nói tôi xin đi không cho mặt. Đội mẫu à? Tại mình cũng biết rồi, cái sự việc nó như vậy rồi. Rồi người ta nói để cho chị em cũng nó giật liền là cũng chị em chạy tới cũng biết rồi đó. Đúng rồi, rồi chàng nó cũng đi theo tới đó luôn để khám nghiệm này kia, cái đầu không có nguyên vẹn, đau đớn thêm nữa. Đúng, sự thật là ta cũng đi về. Dạ thì người ta chắc cái thủ tục á bên chính quyền người ta phải làm như vậy, người ta hỏi gia đình mình mà đồng ý thì người ta mới làm, không đồng ý thì thôi. Rồi cái 90 kg á. To con. Nó lớn rồi, cao như cha nó vậy đó. 90 kg. Rồi cái nó mặt nó ra. Dạ. Tôi cũng buồn chết luôn. Người thân mà mình mất vậy ăn buồn, nhất là cô là người mẹ đó. Dạ. Đau lòng lắm. Tôi tới 9 đứa con mà con nào mà tôi thương hết trơn á. Nhưng mà bệnh đau rồi mình không nói đi ha, mà đang khỏe mạnh đó. Tiếp con được. Dạ. Tôi này là làm nghề nghiệp biển không? Nghề biển. Giăng câu, đặt lợp, bắt ốc, bắt ngư, bắt ba khía gì, bất cứ cái nào vô tiền 50, 60 thì nó cũng đi hết. Cứ có tiền là làm để kiếm tiền để lo cho gia đình. Thương vợ, thương con nhiều lắm. Hồi nó đám cưới gặp vợ nó hồi nào tới giờ, nhưng mà nó buồn trong gia đình là chạy lại nhà mẹ. Một tiếng hai tiếng là đi, không ở nhà cài lại như vậy. Có chuyện gì là chạy lại đây rồi. Là khỏe là đi. Rồi là hết buồn hết giận là về. Đúng rồi. Rồi là về. Dạ. Mà tôi nói con tôi hiền, đứa nào tôi nói hiền. Dạ. Thương cái nhà thương cô. Mà thấy ở đây thì mình nằm ở đây cũng chưa có lộ hả cô, chưa làm hả? Chưa làm lộ nữa. Sình không hả? Sình tới đây rồi. Đi đường đi nó cứ nó cũng vất vả. Còn qua xe chạy đi mua đồ mua gì cũng được. Thì mưa hồi nó mất tới giờ mưa 2 ngày mưa quá. Mưa quá trời mưa. Rồi ước nhan con ơi cho một đêm một ngày này một đêm rồi mai một ngày nữa đi tới chùa. Dạ. Từng cho mưa. Nhà mình cho suôn sẻ. Đường cũng thổn, đâu có ai lại. Dạ. Mưa sình không là ta đâu có lại. Ta không ngại. Dạ. Dạ. Giờ thương nhất là hai đứa nhỏ, hai đứa cháu nội. Đứt ruột luôn. Nhỏ xíu hả? Mất cha rồi đó. Nó nằm hồi tối giờ mà cha nó nói sao mà cha ngủ không lên. Hỏi gì ha bà? Nhỏ đó. Nhỏ gái á. Tôi nói ơi, cha mày ngủ không lên đâu. Tôi nói mặt cha mà sao người ta quả không đẹp. Cha ở ngoài đẹp mà trong hình sao không đẹp. Photo chắc nhìn khác. Chắc lên hình á là ta chỉnh này kia nhìn nó không giống. Rồi nói với hình này đẹp á. Mình hỏi cũng nói năng nỉ vậy á. Rồi, ôm rồi nó dòm hả? Dạ. Tôi bịt mặt nó lại. Thôi ngủ đi 10 giờ rồi á. Dạ. Nó cứ cái đầu nó nằm trên giường này nè, nó dòm hoài. Nói cháu ơi, cha cháu là đi lần này hết gì rồi. Trời ơi. Rồi nó đi nhà bà ngoại nói, ngoại cha con
nằm ở nhà bà nội á, sao bà ngoại lên mà cha con lên. Dạ. Mẹ bà ngoại nó khóc, nói cha con đi lần này là đi hết vậy rồi. Đau lòng luôn. Cô chú thì mất con, hai đứa nhỏ thì mất cha, hai vợ thì mất chồng, nói chung là cái mất mát cũng rất là lớn cho gia đình đó nha. Rồi tôi nói ráng bây giờ cho nó học không được, cao được lớp 5, lớp 6 cho coi chữ được rồi. Dạ. Mình không biết chữ, mình đi làm thuê làm mướn ta cũng khó. Biết cha nó đâu có biết chữ. Gia đình nghèo, nó đi bắt cua giống nhà nhỏ đó, cho nó đi học, nó thấy nhà không có, đi ra chơi nó chạy về nhà bắt ốc. Dạ. Cũng vậy đâu có hai già gì, giờ còn có hai ông bà. Còn có gia đình hết rồi. Dạ. Chừng nào mình bệnh ta gửi 500 triệu gì. Dạ. Thì hôm nay con đến cũng như chia sẻ cái hoàn cảnh của vợ chồng của em Ga. Thì con cũng xin chia buồn với gia đình mình nha cô. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Còn bây giờ là chỉ mong muốn khi mà về anh em con đăng lên mạnh thường quân thương giúp cho hai bé phần nào. Chứ bây giờ thấy vợ thì cũng bệnh nữa. Bệnh thương da nữa. Đâu có làm. Thấy vàng da, rồi tim gì nữa mà. Tim nữa. Chừng nào nó, bữa nào tim mệt là nó nằm ở trong võng vậy, đâu có làm nấu cơm với ác già gì không được luôn. Dạ. Thằng đó nó thương vợ nó làm chưa đi biển gì, nấu cơm, làm cá kho. Dạ. Thấy vợ bệnh vậy. Rồi trụ cột trong gia đình mà giờ mất rồi đó, hụt hẫng luôn. Mà lúc trước vợ nó nói em ơi, nếu mà anh không ở nhà là em gắng chăm sóc cho con rồi em mạnh mẽ lên. Dạ. Nó cũng nói, vợ nó nói với tôi là không ở nhà là đi làm ở xa hay là cũng như nó nói nó đi đâu vậy đó. Ồ, vậy nó gỡ nữa. Trời ơi. Nói nó gỡ gỡ. Cũng nói cho tôi nghe. Trời ơi. Rồi vậy giờ cái mình nhớ là những cái câu nói đó, có khi một cái gì đó mình cái điểm cũng xấu á mình không biết được. Dạ. Dạ. Rồi vợ nó là bệnh nhiều thứ. Xuống đây, đây. Là không được. Để xong đám rồi rảnh thì cho em nó đi khám cái gì đó rồi cho mình biết cái bệnh để mình điều trị sớm. Cũng đi khám. Đi khám mà uống thuốc đâu hết. Rồi. Tại mình bệnh nhiều thứ quá. Dạ. Đó thì cô cố gắng nha cô, cố gắng vượt qua cái nỗi buồn ha. Cũng cố gắng, nếu mà tôi không cố gắng là hồi nghe nó mất á là tôi xỉu hết hai lần rồi. Trời ơi. Ở nhà mình ở người nhà chạy đi hết trơn rồi. Cô ở xỉu nhà luôn. Ở nhà bà thì em là. Lại sức nghe tin như vậy rồi sụp đổ luôn. Trời ơi. Rồi nói giờ ông ơi, xin xui với vợ nó đem lại đây làm đám tang đi. Dạ. Rồi ở đây cũng kế lão đi nè. Cũng kế bên mà nghe nói mấy trăm mét hả? Đi tới lui. Không, vô tới đây nè. Đằng kia ha. Vô đường này tới nhà, ở đi này tới nhà nó, xình tới đây nè. Trời ơi, bởi vậy. Rồi vô qua bên đây. Vô bên vợ á. Xình không? Vô cái nhà của anh Ga. Tâm tang bên kia. Dạ. Đi mua đất hết hai xe tính đỏ, giờ tôi đang qua bên đây. Tuy bên đây cũng đường xình nhưng mà đỡ nhưng hơn. Nhưng mà mấy chú đi tới nhà cũng chú mấy chú thử. Nghe nói bên kia là phải lội xình. Nhà bên được có 4 tấm tô nè. Hai chồng ở, hai đứa con nữa. Nhà lá, cứ hết trơn rồi. Tôi bệnh 7 năm tôi đâu có đi tới nhà con. Dạ. Nhà con mất vậy nhỏ gái đó. Mày gọi điện thoại cho bà nội thấy cha mày nằm chỗ nào, rồi thấy lá nhà con rứa hết trơn. Rồi tôi 7 năm rồi đi tới nhà con đi không được. Bệnh không là đặng được. Thấy nhà cửa con vậy gọi thấy cũng buồn trong bụng nữa. Rồi ở xung quanh nhà bữa đó nước tới đây nè. Dạ. Chỉ cho trong nền nhà vậy là một cục vậy thôi là không có nước. Tới hàng ba ra ngoài là nước không. Dạ. Tới mùa nước nào nổi á hả? Mùa nước nổi là ngập hết hả? Tại
đường đó người ta trồng té á mưa tép mưa gì người ta bịt đường nước hết chứ. Dạ. Bữa nào bữa tháng nào mưa từ 2 ngày 2 3 đêm vậy là trong nhà tới đây ngập nhà luôn. Tôi cũng thấy khổ nhưng mà có đất có gì cho con về đây ở. À, phải có đất cái gì có con lên đây cho khỏe ha. Nói trong lòng gì đó. Thương cô không? Thôi cố gắng nha cô. Tụi con đến không? Đứa nào đứa nấy cũng nghèo hết trơn đi. Nghe nói nghe em gái nãy nói ai cũng đi làm hết trơn á. Đi làm hết trơn. Với ông mình ở hai ông già. Dạ. Rồi nhà nó không đi thành phố. Chừng nào tim nó mở là điện đi rồi. Khi chở bệnh viện dùm. Cỡ nào mưa cỡ nào cũng lại chờ mẹ lên bệnh viện. Rồi nó tôi nói cũng như sáng nay nó bị á, tôi nói mẹ hết thuốc uống rồi con đi chạy mẹ lên bệnh viện khám xin thuốc uống cũng nói muốn lợi cũng lòng muốn đi kiếm tiền chút đỉnh nữa mình mẹ là mình biết á thôi bây giờ đi mày đi kiếm ca kèo đi rồi chưa cử 8-9 giờ là lại chờ mẹ đi cũng được. Dạ. Tôi tính lấy điện thoại đi mày lại chưa mà 9 giờ mình sợ hết giờ á. Dạ. Rồi chưa lấy điện thoại á nhỏ em á mẹ ơi anh ra điện giật chết rồi. Trời ơi. Tôi đứt ruột luôn. Trời ơi. Ông mày cũng im ao cũng không được ghim người cũng không được. Tôi nói con chết bên kia rồi mà ông chạy qua chạy lại ta tao kiếm gì hết được rồi. Gối á, gối là không có nhớ gì hết. Lấy cái áo rồi đi kiếm cái quần. Chạy đi tới con, thấy con nằm một chậu đang thui rồi. Ai gì đâu con. Kêu nè, con gọi chỗ cha nằm cho bà mẹ, bà ngoại à nội coi đó. Nó gọi chỗ trong đồng á. Thôi người ta lại bu hết trơn. À bu đông ha. Ừ nó nói giếng sâu lắm. Cháu không dám đi chợ ba đâu. Dạ. Ừ. Nghe kể mà sợ trời. Điện giật. Điện giật ba người. Ông nói đang thú là mình hết. Điện mà giật mà đen là quá nặng rồi quá nặng mình rồi. Đem đi bệnh viện cho hết. Cho mình hết. Thường nghi là con xong là chết vậy đó. Chứ cũng biết rồi, cũng chuẩn bị tâm lý mình rồi. Thấy là không được rồi. Dạ. Rồi ở đây kêu xe cấp cứu không lại. Nó lớn con ổng đi không được. Chờ xe bên đó người ta. Nhà ta muốn gặp nó gì đó mới lại. Dạ. Chờ đi làm bác sĩ nói mất rồi. Đi là đã mất rồi coi nha. Cái đứa nhỏ đó. Thôi cô nghỉ ngơi ha, con xin phép con về. Dạ. Con chào mấy cô luôn nha. Con là chú mấy chú dạ. Dạ. Trợ cho con dâu tôi cũng cảm ơn mấy chú. Cảm Mạnh ơn Thường Quân. Dạ, Mạnh Thường Quân giúp tụi con. Giúp cho con tôi nó nuôi con cho được đi học. Tới nơi tới chốn. Dạ. Thì con tụi con là kết nối thôi. Dạ. Mạnh Thường Quân. Dạ. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Rồi cô nghỉ ngơi nha. Dạ. Con xin phép con về. Dạ. Dạ. Rồi con chào mấy cô. Chào cô. Nha. Rồi anh về luôn nha. Chào em nha. Cố gắng nha. Rồi. Thường cô cứ ngồi đây cô nha. Rồi anh chào chị luôn nha. Rồi chào chị, chào cô. Cô nhà thì mới vừa rồi thì anh em cũng vào cũng như hỏi thăm gia đình. Cũng như là trợ duyên từ Mạnh Thường Quân. Giống như giúp cho gia đình một phần nào khó khăn trong lúc này á. Bây giờ đi ra cả nhà. Rồi em chào mấy anh luôn nha. Em xin phép. Ồ xong rồi. Cảm ơn anh trai nha. Dắt tụi em đến đây. Rồi chú chào hai con nha. Con gái. Ở đây là sình nữa nha. Mưa là sình dữ lắm luôn cả nhà nè. Ở đây là Vĩnh Châu nha cả nhà. Ở đây là gần biển luôn cả nhà. Hồi nãy thì con ở bên chú nè đó, con lại thì cũng hai mặt Mạnh Thường Quân á, anh em thì cũng gửi cho gia đình số tiền nãy là 5 triệu dạ, triệu của Mạnh Thường Quân là cảm ơn dạ. Cảm ơn mấy anh là giúp đỡ con tôi dạ.
rồi để con về con mấy anh em con đăng video lên để coi mạnh thường quân xem, mà thương thì tiếp tục giúp cho gia đình, giúp cho hai đứa nhỏ, thấy thương quá chú ơi. Rồi chú cũng cố gắng ha. Rồi mình quân lại con tôi tự là tôi mừng quá, tại tiếp sức với gia đình mình giống như không có nhiều nhưng mà của ít lòng nhiều vậy đó, được nhiều cho ảnh an lòng, chứ thấy tội nghiệp quá đi. Vậy là tôi cũng tội nghiệp, nó là hết ba nó là không biết sao nữa. Dạ ba đó lo hết trơn rồi, con mẹ đó bệnh bệnh vải làm cái gì đâu được. Dạ rồi mình có tiền có đất có đái vậy, dễ dễ cái này đất không có thì xuống biển à. Dạ nghề biển, nghề biển hết ba đó là không biết sao nữa, tới sao không biết. Dạ ơi lo công việc ha, con dạ, về dạ, nha chú. Dạ về luôn nè. Rồi con về luôn. Chú lo lo công việc đi. Con dạ, chào chú. Dạ cảm ơn ha. Rồi rồi con chào chú. Dạ dạ. Rồi cảm ơn hai anh nhiều nha. Anh trai dắt đi nè. Rồi. Rồi cảm ơn anh. Cả nhà. Một lần nữa thì cho gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Cũng nhờ có Mạnh Thường Quân đồng hành nên em có thể là đi thăm những hoàn cảnh và giúp đỡ những hoàn cảnh như thế này cả nhà. Thì một em trai, em ga 31 tuổi mất rồi bỏ lại vợ mắc bệnh cũng như là hai đứa con nhỏ. Nhà thì không có chỗ để lo hậu sự luôn, nghe nói lội sình mà phải đưa qua nhà của cha mẹ để làm đám đó cơ nha. Đó thì bây giờ chắc cho phép em tạm khép video này ở đây. Xin hẹn gặp lại toàn thể quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả ở video tiếp theo ha. Xin cảm ơn rất là nhiều.